Kính thưa quý vị, nối tiếp diễn biến về vụ việc cưỡng hiếp trên tàu cao tốc gây rúng động dư luận Mỹ, thì mới đây, theo truyền thông địa phương đưa tin, nghi phạm của vụ việc khẳng định với các nhà điều tra rằng bản thân nhận được sự đồng thuận từ nạn nhân. Fitton Ngoi, 35 tuổi, nghi phạm vụ cưỡng hiếp một phụ nữ trên tàu thuyền Muskie Funfoil ở khu vực Thượng Darby, hạt Delaware, Mỹ đêm 13 tháng 10, khai nhận rằng anh ta có quen biết nạn nhân từ trước, đồng thời cho biết họ có ý định thân mật với nhau. Trong khi đó, cô gái khẳng định bản thân chưa hề gặp Ngoi trước đó. Theo lời kể của nạn nhân, cô đã uống vài cốc bia sau giờ làm việc và lên nhầm chuyến tàu. Đối tượng Ngoi cũng theo cô lên tàu, sau đó nghi phạm nói chuyện và bắt đầu có những hành động khiếm nhã, đụng chạm cơ thể cô. Nạn nhân nói rằng đã cố gắng phản kháng nhưng bất lực. Hình ảnh từ camera trên tàu ghi lại cho thấy đối tượng đã sàm sỡ cô gái trong suốt 45 phút trước khi có những hành vi thô bạo hơn. Đối tượng Fitton Ngoi là một người vô gia cư và đang bị giam giữ tại nhà tù hạt Delaware. Đối tượng có khả năng bị truy tố tội cưỡng hiếp và một số tội danh liên quan.